Thả Thí Thiên Hạ là bộ phim cổ trang võ hiệp mới nhất của điện ảnh Hoa ngữ với sự tham gia diễn chính của Dương Dương và Triệu Lộ Tư. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Đình Nghiệp, với nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức. Bộ phim thuộc đề tài tranh đấu giành thiên hạ trong giang hồ, nữ chính Bạch Phong Tịch vốn là một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần, lại dịu dàng thanh nhã. Vì để che giấu thân phận của mình mà phải bước chân vào giang hồ với hình tượng nữ cường kiêu ngạo và lạnh lùng. Trên cuộc hành trình hành tẩu trong giang hồ, nàng vô tình gặp gỡ Hắc Phong Tức. Trải qua nhiều sóng gió và hiểm nguy, họ đã nảy sinh tình cảm với đối phương, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đẹp đẽ. Triệu Lộ Tư và Dương Dương đều là hai gương mặt nổi đình đám của điện ảnh Hoa ngữ với những bộ phim gây tiếng vang lớn. Không chỉ tài năng diễn xuất tốt mà cả hai còn sở hữu nhan sắc đỉnh cao. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.